thời bao cấp á, khi mất số gạo thì sẽ như thế nào? Người bị mắc sổ trông mới thảm hại làm sao, mặt thì nhợt ra, tái xám, toát hết mồ hôi. Vậy là cả tháng đó phải chạy ngược chạy xuôi để lo tạm cấp trước khi được làm sổ mới. Bây giờ nghĩ lại người ta cười ra nước mắt. Không gì lo bằng mắc sổ gạo. Trong thời bao cấp, người dân tìm mọi cách chạy bằng được vào cơ quan nhà nước để được cấp sổ gạo. Làm việc ở phòng nọ, phòng kia cũng xin bằng được số sản xuất để được hưởng tiêu chuẩn lao động nặng từ 17 đến 21 kg. Nhiều gia đình làm tư thương bên ngoài, bản quan nước cũng sợ cơ quan phát hiện cắt mất khẩu phần lương thực. Mỗi lần đến kỳ đông gạo mới vui làm sao á, nhà nhà xếp hàng, người người thì chen chúc. Có gia đình dậy từ 3-4 giờ sáng, cử người ta ra xếp nốt, thậm chí xếp bằng cả những cục gạch. Thế là mới có cảnh người ra sau vứt bỏ phần nốt của người trước, mong chóng đến lượt mình. Thậm chí xếp được sổ rồi, nhìn thấy một chồng cao ngất ngưỡng, cứ thấp thỏm lo mà mắc sổ. Có người bị mắc sổ trông mới thảm hại làm sao, mặt thì nhợt ra, tái xám, toát hết mồ hôi. Vậy là cả tháng đó phải chạy ngược chạy xuôi để lo tạm cấp trước khi được làm sổ mới. Bây giờ nghĩ lại người ta cười ra nước mắt. Tôi sinh ra và lớn lên trong thời bao cấp, tuổi thơ in đậm những hình ảnh thời kỳ này. Tôi không có ý định lên án, chỉ trích hay than thở về những khó khăn của thời bao cấp. Mỗi thời kỳ lịch sử có sứ mạng của nó và có những lý do để nó tồn tại. Tôi nhớ lại thời kỳ này với nỗi thương yêu và sự khâm phục cha mẹ tôi với những người lớn cùng thời của họ. Khó khăn như vậy, thiếu từ những cái nhỏ nhất, vậy mà họ vẫn vượt qua, vẫn sống trong sạch. Và điều vĩ đại nhất là họ vẫn nuôi dạy chúng tôi nên người. Sống trong thời đại ngày nay với điều kiện kinh tế tương đối tốt, và nhất là khi đã có gia đình và làm cha làm mẹ, tôi mới cảm nhận hết những gì cha mẹ tôi đã vượt qua trong thời bao cấp xa xôi ấy. Hẳn các bạn còn nhớ câu buồn như mắc sổ gạo. Tôi thì còn cảm nhận được nó một cách trung thực nhất, sống động nhất. Hôm ấy, mẹ tôi dậy sớm để đi xếp hàng mua thực phẩm. Trời mùa hè, nắng và oi bức vô cùng. Mãi gần 12 giờ trưa, hai cha con tôi vẫn chưa thấy mẹ về. Cả nhà sốt ruột vì đã đến giờ cơm trưa. Rồi tôi nhìn thấy mẹ thẫn thờ, mặt trắng bệch, dắt xe đạp đi vào nhà. Tôi không bao giờ quên khuôn mặt mẹ tôi lúc đó. Nước mắt còn đọng trên mi, khuôn mặt ngơ ngác và thất thần. Mẹ chỉ nói được câu mất hết rồi, rồi òa lên khóc. Khi mẹ đã bình tâm lại, cả nhà mới biết. Khi mẹ xếp hàng mua thịt thì bị rạch túi và kẻ gian đã lấy sạch tem phiếu và tiền. Ngày đó mất hết tem phiếu là cả nhà nhịn ăn, nhịn mặc cả tháng. Mẹ tiếc của quá, không đi nổi xe đạp về nhà, cứ vừa dắt xe về và vừa khóc. Cho dù giờ đây hai chữ bao cấp như một ký ức xa xôi của mỗi người đã sống qua thời kỳ đó, tôi vẫn nhớ đến nó. Và tôi khâm phục tất cả những ai đã sống vượt qua thời kỳ đó, trong đó có cha mẹ tôi. Ngày qua giã từ đất mẹ mà đi, vì nghe tình quê. Chén cơm thừa còn lại, nó về đến nhà thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Mẹ và em đang ăn cơm. Thấy nó, mẹ liền hỏi, sao con về tối vậy? Dạ, hôm nay con học 5 tiết, tan trường con còn ở lại để chỉ dẫn cho ba bạn học yếu cùng giáo viên với lớp. Rồi đón biết nó đang rắc rối, mẹ liền bước ra sau bếp,
lấy chén đũa, bảo nó ngồi vào mâm cùng ăn cơm. Bữa ăn thật đạm bạc, chỉ có 3 con cá nhỏ, một đĩa rau muống luộc và chén nhỏ nước tương ớt tỏi. Như thế cũng là quý lắm rồi. Gia đình nó nghèo lắm, đang lúc khó khăn nên bữa ăn hàng ngày làm sao đầy đủ thịt cá được. Lúc trưa đi học, vì sợ trễ học nên nó không ăn cơm kịp, chỉ ăn vội bằng một ổ bánh mì mua ngoài đầu xóm. Chính vì vậy mà giờ này nó đói lắm, cắm cúi ăn một cách ngon lành, cảm thấy ngon hơn mọi ngày. Nó cứ vùi đầu vào mâm cơm, thỉnh thoảng hỏi mẹ và em vài câu. Em gái đã bỏ đũa vì xong, mẹ nó đã đứng dậy lặng lẽ đi ra sau bếp từ lúc nào. Lát sau mang lên một dĩa trứng hột vịt sốt gà, mà chỉ có một trứng. Con cứ ăn cho no đi. Mẹ ơi, ăn thêm cơm. Nó nhìn mà nói vậy. Khi chiều mẹ có ăn mấy củ khoai luộc ở nhà cô Tư, nên bụng vẫn thấy còn no đó con. Nó ngưng đũa, nhìn kỹ mẹ, những nếp nhăn trên gương mặt lại hằn sâu những nét chăn chim nhiều hơn. Tóc của mẹ cũng bạc nhiều. Mẹ kéo ghế ngồi, nhìn đứa con trai tuổi đang lớn, sức ăn tặc khỏe, nét nhăn hậu giống chồng. Đôi mắt người ánh lên nỗi buồn, nhưng lộ ra niềm hạnh phúc. Đó là một hạnh phúc của mẹ, là được nhìn thấy hai đứa con ăn uống ngon miệng, biết nghe lời và chăm chỉ học hành. Hạnh phúc của người mẹ sao mà đơn giản, nhỏ bé, nhưng đó cũng là niềm hy vọng cho người đơn côi, mất chồng đang nuôi con. Cơm nước xong, nó bước ra trước hiên nhà lá hóng mát, thì gặp thằng bạn trong lớp đi ngang qua. Về nhà lúc nào mày? Về cũng tối. Có đoàn ca nhạc ở ngoài xã về phục vụ cho bà con. Đi xem với mình nhé. Nó bước vào và thay quần áo, rồi xuống bếp xin ít tiền để mua nước uống và xin mẹ đi xem ca nhạc, đến tối mới về. Hơn một tiếng sau, thấy không hứng, nó lại về nhà. Bước vào, nó nghe tiếng sột sột, một âm thanh quen thuộc, và sửng sốt khi nhìn thấy mẹ đang cạo đáy nồi cơm để ăn chén khen khét còn thừa còn lại hồi nãy, cùng với một chút rau với chén nước tương còn chút ít. Nó đứng chết lặng một hồi, cổ họng như nghẹn lại, không nói nên lời, giọt nước mắt trào ra khóe miệng, miệng nó run run. Mẹ ơi! Giờ đây đang còn lênh đênh đèo cao gió lòng ngày đêm bạc áo trận sơn váy bạc màu nhìn xuân về lòng muôn mênh mang ngày con ước xuân sâu sẽ về mà này
đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ đây tóc mẹ da trắng bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhờ cày vào tay ai. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng xuân, thoáng mùi mai nở đâu đây, dù lạc loài trời vơi. Khi xưa những ngày binh lửa chưa sang, bếp hồng quay cuộn bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân này đi qua, dù cho em từng bay về ngàn, dẫu gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng xuân, thoáng mùi mai nở đâu đây, dù hồn lạc loài trời. Khi xưa những ngày binh lửa chưa xa, bếp hồng quay cuộn bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân này đi, dù cho em từng bay về ngàn, dẫu gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Dù cho em từng bay về ngàn, dẫu gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Dù cho em từng bay về ngàn, dẫu gì rồi con ngày qua
ra từ đất mẹ mà đi. Thủy nghe tình quê tình nước đôi bên, nước chia hai đường nước chưa về, xót thương cho người lỡ câu thề lên đường tự ly. Hỏi lòng mình lưu luyến gì, mẹ ơi chỉ còn đất mẹ mà thôi, để thương nhau hoài chớ quên lời, mong một ngày mai tràn hoa đất mẹ niềm vui. Mẹ chiến